Rồi các bác nhá, em thanh lý cái máy rửa xe của GOP. Cái này nó sử dụng súng ngắn các bác nhá. Đây là cái súng ngắn của nó này. Và cái máy thì nó có cái tay cầm ở trên, nhưng mà nó về nó bị thiếu. Nhưng nó không ảnh hưởng gì đến máy cả các bác nhá. Bánh xe thì cũng vẫn còn. Đấy, hai bánh xe hai bên. Cái này thì nó có cái tay cầm ở trên nhưng mà nó thiếu. Này thì em thanh lý giá rẻ cho các bác mình về mình sử dụng gia đình. Các bác mình không quan trọng về cái độ đẹp ấy thì nó cũng vẫn dùng ok. Còn là các bác nào mình quan trọng độ đẹp thì các bác lấy cái hàng đầy đủ phụ kiện. Giá của nó em đang bán là 1,5 triệu. Còn cái này thì em thanh lý cho các bác giá 1 triệu. Đó. Ví dụ nó bị thiếu cái đây. Có một cái nó như thế này. Đây cái này nó đầy đủ. Đây để cho các bác mình dễ hình dung nhá. Nó cũng như nhau thôi, nó chỉ thiếu cái tay cầm ở trên này thôi. Cái này thì nó như vậy. Như vậy nào mình lấy cái thiếu như thế này thì em thanh lý cho các bác giá 1 triệu đồng. Sử dụng dây súng ngắn. Cái dây cấp nước thì các bác mình về mình phải mua nhá. Đây là những cái dây cấp nước từ trong cái nước nó chảy vào máy. Đó thì cái dây này thì tại nó rất là rẻ nên em cũng không có đi theo máy nhé, em không có tặng. Thì các bác mình nhận máy thì nó sẽ là có cái máy này và có cái dây áp này, kèm theo súng luôn. Đấy. Còn cái dây cấp nước thì các bác về mình phải mua bên ngoài. Cái dây này thì nó bán theo mét, có 5 hay là 10 ngàn đồng một mét rồi đó. Dây các bác mình về mình mua cái dây gọi là cái ống 16. Cái dây nước mềm 16. Để em test máy cho các bác xem nhé. Máy thì các bác mình có thể cứ rửa máy luôn không sao. Máy này nó có cái chế độ chống nước. Mình cứ bắn thẳng vào máy. Không ảnh hưởng gì cả. Một triệu đồng một cái máy rửa xe thôi. Các bác nào mình quan tâm tới máy rửa xe, bác mình cứ liên hệ em nhé.